Vâng, dạ vậy thì thưa Phó giáo sư, vậy thì cái phương pháp nào hiện nay mà đang được áp dụng để có thể điều trị hai cái căn bệnh này kèm theo như vậy ạ? Ở đây á, thì với những cái tiểu đường thông thường không phải ở trên bệnh nhân béo phì thì hiện tại bây giờ thì chủ yếu là dùng thuốc thôi, Dạ. và phải dùng thuốc kéo dài, thậm chí dùng thuốc cả đời khi Vâng. mà nó chưa gây ra những hậu quả trên các cơ quan khác. Vâng. Thế còn khi mà tiểu đường mà gây ra trên hậu quả trên các cơ quan khác rồi thì chúng ta phải giải quyết bệnh lý của các cơ quan đấy. Ví dụ như là nó tắc mạch chi thì phải cắt cụt chi, nó tổn thương võng mạc, mù mắt thì chúng ta phải xử lý trên mắt, gây ra đột quỵ chúng ta phải điều trị đột quỵ. Nhưng mà chờ đến cái lúc mà nó gây ra những hậu quả như vậy Biến chứng thì rất nó là đã nặng quá muộn rồi đối đúng với các không ạ? bạn rồi, Vâng. thì chúng ta phải làm sao để giải quyết được tiểu đường khi nó chưa gây ra những hậu quả trên các cơ quan khác. Vâng. Và đặc biệt ở cái bệnh nhân béo phì mà có tiểu đường thì vì nó nằm chung trong một cái bệnh cảnh là của rối loạn chuyển hóa, cho nên dường như các cái thuốc chữa đối với cái tiểu đường trên cái nhóm bệnh nhân này phải nói là hết sức khó khăn. Dạ. Và thế giới đã thống nhất là nếu như cái việc điều trị tiểu đường trên những bệnh nhân béo phì mà trở nên khó khăn, mà thường xuyên thất bại, thì chúng ta hãy tìm đến một cái phương pháp ngoại khoa. Dạ. Và có lẽ cũng rất ít người quan tâm đến câu chuyện này. Tại sao là bị tiểu đường mà lại đi phẫu thuật? Vâng, Thế thì đúng ở rồi. đây nếu như chúng ta xác định là tiểu đường nó nằm trong bệnh cảnh của cái hội chứng chuyển hóa bao gồm cả béo phì, thì ở thế giới đã thống nhất một con đường điều trị, đấy là phẫu thuật trên dạ dày, hay nói cách khác chính là các phẫu thuật giảm cân. Vâng. Ở đây thì trong quá trình phát triển của nó khoảng độ 50 năm nay, rất nhiều các cái kỹ thuật giảm cân ra đời, nhưng trong đó thì có hai cái kỹ thuật mà nó có vai trò vô cùng lớn trong cái điều trị bệnh tiểu đường của hội chứng rối loạn chuyển hóa kết hợp với béo phì. Cái kỹ thuật mà cả thế giới đã công nhận trong suốt 30 năm vừa qua, đấy là cái kỹ thuật trên màn hình, đó là cái kỹ thuật thứ tư đấy, tôi chỉ cho các bạn là kỹ thuật thứ tư, là kỹ thuật gọi là Ruani gastric bypass, hay nói cách khác là kỹ thuật nối tắc dạ dày và một phần của ruột non. Và ở đây có đặc điểm là cái thức ăn lúc này nó không đi qua tá tràng nữa mà nó đi thẳng xuống ruột non, mà tá tràng là cái nơi dịch tụy dịch mật đổ vào để tăng cường các cái men, các cái hormone đáp ứng cho quá trình tiêu hóa. Thì nay người ta chuyển hướng đi theo một con đường khác. Đấy, người ta đã chuyển hướng đi theo con đường khác, tức là thức ăn qua thực quản chỉ vào còn lại một chút dạ dày rất là nhỏ thôi, xong nó đi qua một cái quai ruột non và đi thẳng xuống ruột non luôn, chứ nó không có đi qua tá tràng, cho nó không thấm được các cái men tụy, các cái men để giảm cái khả năng tiêu hóa, giảm khả năng hấp thu đi. Thì cái phẫu thuật này nó đã tồn tại từ cách đây khoảng hơn 30 năm rồi, và người ta đã chứng minh rằng nó có hiệu quả rất là tốt trong cái chữa béo phì kết hợp với tiểu đường. Và đặc biệt là đến nay thì người ta đã thống nhất là với những cái béo phì mức độ trầm trọng, tức là cái chỉ số BMI nó khoảng trên khoảng 45 trên Quá 50, cao rồi ạ. thì đây là phương pháp tối ưu. Vâng. Đây là phương pháp tối ưu. Vâng. Tuy nhiên phương pháp này nó có cái nhược điểm khá là lớn, đó là kỹ thuật phức tạp. Các bạn nhìn thấy là chúng ta phải cắt đi, rời ra gần như toàn bộ cái dạ dày. Vâng. Đấy, cái rời đi toàn bộ dạ dày bỏ một phần ruột non. Và sau đó chúng ta phải tạo một cái miệng nối giữa ruột non với cái một phần dạ dày còn lại. Và một cái miệng nối giữa ruột non với ruột non là hai cái vị trí mà nó có thể nguy cơ gây ra các cái tổn thương, các cái biến chứng giò miệng nối vân vân, rất là nguy hiểm đến tính mạng. Vâng. Và cái thứ hai là cái dạ dày sau khi bị cắt rời ra như thế này thì không may nó bị các cái tổn thương trong dạ dày như là loét, như là ung thư vân vân, thì chúng ta không làm sao phát hiện được. Chúng ta À. không phát hiện vì chúng ta không còn nội soi dạ dày được nữa. Vâng. Cho nên là đây là cái nhược điểm rất lớn của phương pháp này. Thế thì trong khoảng 10 năm gần đây thì người ta đưa ra cái phương pháp thứ hai, đấy là phương pháp phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày hình ống, như tôi chỉ cho các bạn ở trên hình này. Đấy, cái phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày hình ống nó có cái ưu điểm của chúng ta là chúng ta loại bỏ đi 70 đến 80% thức ăn ở trên cái dung tích của dạ dày, và để lại một cái ống dạ dày còn 150 đến 200 dung tích. Thế tuy nhiên thì chúng ta giữ lại tất cả các cái vùng chức năng của dạ dày, chúng ta không cắt bỏ gì cả, và cái tổn thương và cái hình ảnh của dạ dày này chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng các cái nội soi sau đó, vì các cái lưu thông chúng ta còn giữ nguyên vẹn, và đặc biệt là cái thức ăn vẫn đi qua tá tràng
thấm dịch tụy dịch vật như bình thường để cho đảm bảo cái chức năng ăn uống tốt hơn. Thì cái phẫu thuật này được chứng minh là nó an toàn với tỷ lệ tai biến biến chứng thấp hơn rất nhiều so với cái kỹ thuật nối tắt dạ dày như tôi vừa mới trình bày với các bạn. Thế tuy nhiên phẫu thuật này nó có tác dụng đối với những cái bệnh nhân mà có béo phì với tiểu đường hay không? Thì trong suốt 10 năm qua có thể nói là hàng loạt các cái nghiên cứu, rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới mà chút nữa tôi trình bày kết quả với các bạn, người ta so sánh kết quả của cái phương pháp này với cái phương pháp nối tắt dạ dày mà tôi vừa mới trình bày vừa nãy, hoặc là với cái điều trị nội khoa đơn thuần, để xem là cái hiệu quả riêng về điều trị tiểu đường thì nó ra sao. Thì chút nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm với các bạn. Vâng.